quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về bí mật gây chấn động cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, giai đoạn từ năm 60 tuổi đến năm 65 tuổi. Hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ. Tuổi Bính Ngọ giai đoạn từ năm 60 tuổi đến năm 65 tuổi đã bước qua cửa khổ, nhận lộc trời ban, ăn nên làm ra. Tiền bạc chất đầy két, xóa sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, bỗng chốc đã có cơ ngơi tiền tỷ, xây biệt thự, sắm xia sang, khiến cho cả làng, cả họ, ai ai cũng phải đổ mắt ganh tị. Được luận giải qua những khía cạnh hoàn toàn mới, mang tính bí ẩn, đầy kịch tính, độc đáo, đặc sắc, gây chấn động giới tử vi. Vậy những diễn biến ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, mỗi người có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng, và rồi ai cũng sẽ nghiệm ra bài học của riêng mình. Nhưng kể ra thì người tuổi Bính Ngọ đã khổ từ trong trứng nước, chịu kiếp sống thông thường, phải nỗ lực cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần người khác mà vẫn bị người đời coi khinh. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái nghèo, cái khổ mà nhiều người phải tha hương cầu thực nơi xứ người. Còng lưng làm việc quần quật suốt bao nhiêu năm mà chẳng thấy một đồng dính túi, đã vậy còn nợ nần đeo bám, cuộc sống quá đỗi đắng cay và tủi nhục. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, dù trước kia mệnh chủ Bính Ngọ có khổ sở đến mấy, thì khi bước sang tuổi 60 đến 65 tuổi, lộc trời rơi xuống, ăn nên làm ra, tiền bạc chất chật két, xóa hết nợ nần, phất mạnh lên làm đại gia, bỗng chốc có cả cơ ngơi tiền tỷ, xây biệt thự sắm xe sang, khiến cả làng cả họ lắc mắt ghen tị. Cuộc đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ năm 60 tuổi đến năm 65 tuổi, đánh đâu chúng đó, tiền tỷ về tay, xây biệt thự, sắm siêu xe. Tuổi Bính Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ, giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng, họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình, sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi này cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc họ rất năng động và nhiệt tình, họ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và ứng thú. Khi công việc ấy khiến con giáp này cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi bản thân bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi này. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Người cầm tinh con ngựa, không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn, nhưng trong một số trường hợp, bản mệnh lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, chưa bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng người này cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến bản thân họ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, bông xuôi. Tuổi Bính Ngọ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối, hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thì nên điều chỉnh hành vi của mình,
học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, bản mệnh thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng với những người bạn của mình. Khi trưởng thành, người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của bản mệnh vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm, cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi Bính Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Bính Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi này năng động nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng họ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét chê bai lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc sai lầm. Họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của họ. Tuổi Bính Ngọ là những người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp kết bạn với nhiều người và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Họ ghét những người đa mưu, nhiều kế, thậm chí tìm cách tránh xa những con người đó. Khi gặp phải những khó khăn trong công việc, bản mệnh dễ chán nản và tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không phải vì họ không có khả năng giải quyết khó khăn, mà là vì đã có những thứ mới mẻ, thú vị hơn, hấp dẫn họ. Họ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái, bởi vậy chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng đâu nhé. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ, độc đáo thì mới có thể thu hút được sự chú ý. Tuy nhiên, tuổi này có tính cả thèm chóng chán, có thể hôm nay những điều mới lạ ấy khiến họ hứng thú, nhưng ngày mai điều đó sẽ không còn khiến họ tò mò nữa. Sự thay đổi nhanh như chớp mắt ấy khiến con giáp tuổi Ngựa hiếm khi được mọi người tin tưởng. Nhưng khi làm việc họ nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình, bởi vậy họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác. Và tất nhiên, tuổi Bính Ngọ cũng mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay là đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian dài. Họ thích những công việc năng động, tự do, thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi Bính Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ họ. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi có khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy, những người này không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực, điều đó giúp cho tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Vận trình từng năm của tuổi Bính Ngọ, từ năm 60 tuổi tới năm 65 tuổi như sau. Năm 60 tuổi. Xem tử vi cho thấy, năm 60 tuổi của bản mệnh tuổi Bính Ngọ có vận khí đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh, sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục, theo hướng có lợi cho mình, các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nghiệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này. Đặc biệt là các mối quan hệ rộng mở nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này sẽ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn,
bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến con giáp này sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú ngựa còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, năm 60 tuổi này của bản mệnh có rất nhiều cơ hội mới mở ra. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Về vận trình tài lộc, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó một cách trơn tru. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thường bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng trong năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều, nên cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bảo tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì sẽ dính dáng tới kiện tụng, pháp luật. Về vận trình sức khỏe, năm này, sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, trong năm có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, tuổi Bính Ngọ vẫn nên chú ý, đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Tuổi Bính Ngọ bước sang năm 61 tuổi. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi, trong năm 61 tuổi này, người tuổi Bính Ngọ bị tiểu nhân cản trở nên thách thức gia tăng khá nhanh, mọi việc vốn đang suôn sẻ có thể gặp trục trặc nửa chừng bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải có sự cẩn thận để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Công việc thường dễ gặp phải những khó khăn, chủ yếu ở khoảng thời gian đầu năm. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc mệnh chủ cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường dẫn tới thành công nào mà trải toàn hoa hồng cả. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy cho lắm. Trong quá trình làm việc chung thì đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược, ai cũng khăng khăng với nhận định của bản thân nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng, nhưng nếu đã cộng tác với nhau thì cần phải đặt mục tiêu chung lên trên hết. Khi đó cả bạn và cộng sự đều sẽ tìm được cách để thống nhất ý kiến, tạm gác cái tôi để nỗ lực vì chúng ta. Khi đã tìm được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và nhanh chóng vô cùng. Nhìn chung, sẽ có nhiều thời điểm công việc gặp nhiều xáo trộn, có thể khiến con giáp này chùn bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở. Nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn đạt được nhé. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là khối lượng công việc của tuổi Bính Ngọ trong năm này khá nhiều, khiến con giáp này mệt mỏi. Do đó bản mệnh nên làm việc có kế hoạch và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không gặp tình trạng muốn cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Về vận trình tài lộc, công việc có tốt có xấu, nhưng tuổi Bính Ngọ vẫn có thể xoay sở kịp thời bằng chính nỗ lực của mình. Nhờ vậy tài chính của bạn nhìn chung là khá ổn định. Bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh. Năm này có tương phá tác động nên bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần khi cạnh tranh, tranh chấp thị trường sẽ gia tăng đấy. Đối thủ cũng đã nghiên cứu bạn rất kỹ nên nếu không có sự đổi mới,
bạn sẽ rất dễ bị lấn lướt, thậm chí là chơi xấu. Trong đầu tư thì cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly đi một dặm. Nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, bạn có thể hiện tham vọng làm giàu của mình, cũng quyết tâm cao độ, nhưng mà xấu là dễ khiến bạn sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối. Bản mệnh nên nhớ, làm việc theo tư duy logic, chứ không nên để tình cảm, cảm xúc chi phối, tiền bạc phân minh, tình cảm rõ ràng, có như thế thì mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu chi trong năm cũng không quả quyết, nhất là về thời gian cuối năm, có nhiều việc lớn phát sinh, phải dùng nhiều tiền, khiến tình hình tài chính của bạn thất thoát. Tuổi Bính Ngọ nên lấy tích lũy làm trọng, coi như tích tiểu thành đại chi tiêu hợp lý, thì sớm muộn cũng có của ăn của để. Vận trình sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản thân vốn dĩ khá tốt, nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, thì sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù vậy, bạn cũng không nên chủ quan đâu nhé, bạn nên cân bằng thời gian, dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra chú ý đi đứng cẩn thận, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát, bị thương. Tuổi Bính Ngọ, năm 62 tới 63 tuổi. Về công danh, sự nghiệp. Bước vào 2 năm này, người tuổi Bính Ngọ nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế, nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh, sự nghiệp, hứa hẹn, đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là 2 năm có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Ngay từ đầu năm 62 tuổi, bản mệnh có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân, không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo, đây cũng là thời điểm đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Trong 2 năm này, tuổi Bính Ngọ cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút. Nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng để cao quy trình, thứ tự, đổi lại, bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm đấy. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan ủng hộ, thời gian này bản mệnh còn có điềm báo, được tham gia những khóa học, đào tạo bồi dưỡng, chuyên tu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, và đây là cơ hội quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn có, thế nên bản mệnh hãy tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức nhé. Hãy chịu khó học hỏi trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới, cũng hoàn toàn có thể thực sức, vì đây là thời điểm vàng, bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân, âm thầm giúp đỡ. Hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình nhé. Về vận trình tài lộc, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng có khá nhiều điểm sáng trong 2 năm này. Có tam hội cục lại thêm nghiệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định, xây dựng hay kinh doanh, thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Đối với người làm công ăn lương, trong năm này, lương và thưởng đều tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra sẽ thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương, bản mệnh có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của mệnh chủ cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại con giáp này sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn do dịch mã động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bản mệnh đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc nhé. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Bính Ngọ cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hợp phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về vận trình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong thời điểm này duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn
mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi Bính Ngọ ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bản mệnh càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. Bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, con giáp này sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình nhé. Tuổi Bính Ngọ, năm 64 và 65 tuổi. Về công danh, sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục. Công việc thì gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan bản mệnh còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điền báo tử vi cho thấy, trong khoảng thời gian này vận cạnh tranh khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Bạn nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội với người không nên, nhất là chẳng may đụng tới tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục, nhất là với những người đồng trang lứa, hay là làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu bản thân không biết cách thu phục lòng người, thì sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng, nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác có thể gặp trục trặc, sau đôi bên thiếu sự tin tưởng, nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại bản mệnh càng nóng vội thì càng dễ hỏng việc đấy. Tuy không vận khá lớn, nhưng bên cạnh đó bản mệnh cũng có nhiều cát tinh âm thầm trợ mệnh, cơ hội để chờ mình không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Trong năm này, tuổi Bính Ngọ có sao Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba, chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bạn đang làm sẽ khó tránh khỏi va vấp, cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng hóa mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. Con giáp này cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại nhé. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm. Chỉ có như vậy thì bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Về vận trình tài lộc, rất tiếc con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính, bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng. Vận trình tài lộc của những chú ngựa chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng sẽ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt. Đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này con giáp này nên tập trung làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy có thể hạn chế rủi ro xảy ra với bạn đấy. Người kinh doanh, buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu bị sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bạn tung ra những sản phẩm mới. Thay vào đó hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở nguyệt lệnh đế vượng ở ngọ, nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung hóa cát, hung khí sẽ giảm dần, nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá. Tuổi Bính Ngọ cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết trở nên tiêu dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Ngoài ra cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính mới thực sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên, lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Về vận trình sức khỏe, chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ giảm sút sức đề kháng suy yếu, một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mải mê suy nghĩ cho công việc, cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày cũng làm cho sức khỏe giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong năm bản mệnh cũng cần đề phòng họa huyết quang, ra ngoài thì cần chú ý vấn đề về an toàn giao thông. Con giáp này có thể cải thiện sức khỏe
bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Tốt hơn hết nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời nhé. Quý vị thân mến, tháng sinh âm lịch có ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và cuộc sống của mỗi người. Các bậc thầy tử vi đã nghiên cứu và chỉ rõ những người có phẩm chất như thế nào thì sẽ gặp may mắn. Người có tính cách giản dị đôi khi có thể gặp khó khăn, nhưng trên thực tế, họ có cả một không gian phát triển lâu dài, cuộc đời cũng không quá tệ. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng âm lịch dưới đây thì tính cách rất giản dị, không bao giờ có ý xấu, sống ngay thẳng, không mưu mô với người khác. Tuy nhiên, họ lại có cơ hội kiếm tiền tốt hơn người khác nhờ tạo dựng được mối quan hệ tốt vì sự thân thiện của mình. Với người tuổi Bính Ngọ sinh tháng âm lịch này thì có cuộc đời thịnh vượng, may mắn và giàu có tất yếu. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch. Xem bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch là người có phúc khí rất hào hiệp, rất nhẫn nại. Dù bạn bè bình thường có phạm lỗi với mình, họ cũng không trách móc. Bằng lòng chân thành nhất, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng âm lịch này sẽ khiến người khác cảm động và tự khắc phục lỗi lầm mà họ gây ra. Nhờ tính cách tốt, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch không thiếu quý nhân. Cũng bởi vì mềm lòng, trọng tình, trọng nghĩa mà những người này có thể duy trì quan hệ tốt với bằng hữu. Trong cuộc sống, những người này làm gì cũng sẽ không đơn độc, đồng thời họ không quên tích cực học hỏi, thành thạo các kỹ năng, cuối cùng họ có thể tự cứu mình, vượt qua cửa ải khó khăn, không cần phụ thuộc nhiều vào người khác. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm, tương lai sẽ giàu có, sống tốt đời đẹp đạo. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Theo bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch không chỉ cẩn thận mà còn rất dũng cảm. Họ làm việc gì cũng rất cẩn thận, nắm bắt được quy luật của thực tế để hành động hiệu quả hơn. Nhờ vậy, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 2 âm lịch sẽ không cảm thấy đau đầu và phiền hà vì một số vấn đề nhỏ, không bị rơi vào tình trạng xuống dốc không phanh. Cũng nhờ có lòng tốt, biết giúp đỡ người khác, nên người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch cũng cần được người khác giúp đỡ trở lại. Trên con đường phát triển, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch liên tục gặp vận khí tốt, mọi sự suôn sẻ viên mãn. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Theo bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch không chỉ có tính cách mà còn có lối sống rất lý trí. Trong khi đa số con giáp tuổi Bính Ngọ khác sống thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ không đủ tinh tế, cẩn trọng, thì người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch không chỉ khôn ngoan mà còn hoạt bát, có phong độ. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch có thể nhanh chóng nổi bật giữa một đám đông, họ cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp với người khác. Không chỉ gặp vận may, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch còn có tấm lòng trong sáng, thiện lương, không làm mất lòng người khác. Như vậy, nên người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch thì thường là viên mãn, ở đâu cũng có quý nhân, trong tương lai dù làm ăn buôn bán gì thì cũng ngày càng vững vàng. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch sẽ không nghèo quá lâu. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi cuộc đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, giai đoạn từ năm 60 tuổi đến năm 65 tuổi. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn may mắn, phát tài, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!